Ngay giữa lòng thành phố Baku cổ kính, nhà cửa bị phá hủy khi các công ty xây dựng có mối liên hệ với giới chức đầy quyền lực của Baku tiến vào thành phố. Hàng ngàn người đã bị cưỡng chế ra khỏi nhà mình. Nhiều người trong số này không hài lòng với số tiền bồi thường mà họ được nhận. Xe ủi tiến vào kéo đổ nhà ngay cả khi người dân còn đang ngủ ở bên trong. Họ không quan tâm liệu những người sống trong đó chết hay bị thương. Họ chỉ cần lấy mảnh đất chúng tôi đang sống. Giữa những tàn phá đó là một khu tổ hợp mới đang được xây dựng. Thành phố Baku sẽ đăng cai cuộc thi ca nhạc Eurovision vào tháng này. Việc đăng cai thu hút sự chú ý mà đất nước Azerbaijan trẻ trung và đầy tham vọng này đang cần tới, nhưng đồng thời cũng thu hút sự chú ý mà họ không mong đợi vào các thành tích nhân quyền yếu kém của đất nước này. Phóng viên thường xuyên bị đánh đập bất hợp pháp và bị bỏ tù, có khi hàng năm trời. Idrak Abbasov nằm viện vì bị đánh gãy hai xương sườn. Ông bị bảo vệ một công ty dầu lửa của nhà nước đánh khi ông quay phim nhà của người dân bị phá hủy. Tôi không ngờ họ lại đánh tôi dữ như vậy. Họ không phải chỉ muốn đánh tôi mà lại họ muốn giết tôi. Mọi cuộc biểu tình đối lập đều bị cấm suốt 5 năm cho tới cách đây 2 tháng. Và nay các cuộc biểu tình này dường như cho thấy chính phủ đang chuyển hướng do tác động của cuộc thi ca nhạc Eurovision sắp tới. Trong khi đó, một viên chức cao cấp trong chính phủ thì phàn nàn là các nhóm bảo vệ nhân quyền đã quá cứng rắn đối với Azerbaijan và tin rằng chính phủ được đông đảo người dân ưa chuộng. Ngay cả trong số những người phải bỏ nhà cửa và trong số phóng viên thì 99% là hài lòng và chỉ có 1% là không hài lòng mà thôi. Chính phủ Azerbaijan được hậu thuẫn nhờ trữ lượng dầu lửa và khí đốt khổng lồ và các công ty lớn như BP có những đầu tư lớn và dài hạn tại đây. Tiền đổ vào làm Baku thay đổi, nhưng tình trạng bất bình lan rộng trong dân chúng đang làm cho Baku trở thành thành phố đăng cai Eurovision gây nhiều tranh cãi nhất.